Tại Mỹ, năm 2021, người ta thấy rằng ung thư đại trực tràng là nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong ở cả nam và nữ. Căn bệnh quái ác này gây tử vong cho gần 53.000 người. Ở tại Việt Nam, năm 2020, tổ chức GlobalCan đã thống kê thấy rằng nước ta có 16.000 ca mắc mới, trong đó hơn 82.000 ca tử vong. Ung thư đại tràng là một căn bệnh đứng thứ 5 trong số các bệnh ung thư thường gặp. Nó chỉ đứng sau ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư dạ dày. Mặc dù ung thư đại tràng là một căn bệnh rất thường gặp, rất nguy hiểm, gây tử vong rất là cao, thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được căn bệnh này. Và phương pháp tốt nhất để giúp cho chúng ta dự phòng được căn bệnh này đó chính là nội soi đại tràng. Nội soi đại tràng là phương pháp dùng ống soi mềm đầu có gắn camera đi từ hậu môn qua trực tràng, đi qua hết đại tràng, xuống manh tràng và vào ruột non. Đây là phương pháp tầm soát ung thư đại trực tràng tốt nhất hiện nay. Nó có thể phát hiện ra các tổn thương ung thư và đây là phương pháp duy nhất có thể thực hiện được sinh thiết để chẩn đoán chính xác giải phẫu bệnh về ung thư đại tràng. Ngoài ra thì qua nội soi có thể thực hiện thủ thuật can thiệp cắt polyp đại tràng. Đây là phương pháp rất là tối ưu để giúp chúng ta tránh được ung thư đại tràng ngay từ giai đoạn ban đầu. Phần lớn các trường hợp ung thư đại tràng lại xuất phát từ chính polyp đại tràng. Các nghiên cứu đã công bố rằng tỷ lệ gặp ung thư đại tràng xuất phát từ polyp đại tràng có thể chiếm tới 80%. Thậm chí có những nghiên cứu đã công bố rằng tỷ lệ này có thể chiếm tới 85%. Chính vì vậy mà việc cắt polyp đại tràng qua nội soi là cái phương pháp hoàn toàn không đau đớn mà lại giúp cho chúng ta điều trị khỏi ung thư ngay từ giai đoạn ban đầu. Khi ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc thì duy nhất chỉ có nội soi đại tràng là phương pháp có thể phát hiện ra. Phần lớn ung thư đại tràng xuất phát từ polyp đại tràng, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhỏ ung thư đại tràng xuất phát trực tiếp từ niêm mạc đại tràng. Khi mà ung thư ở giai đoạn sớm nó mới giới hạn ở lớp niêm mạc thì duy nhất nội soi đại tràng là phương pháp có thể phát hiện ra được. Và không như vậy, qua nội soi đại tràng chúng ta có thể thực hiện can thiệp cắt hớt niêm mạc, cắt tách niêm mạc. Đây là những phương pháp điều trị ung thư ở giai đoạn sớm cực kỳ hiệu quả và rất nhiều ưu điểm vượt trội, bệnh nhân hoàn toàn không hề đau đớn. Những tổn thương mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc, nó sẽ được tách ra khỏi lớp dưới niêm mạc bởi tiêm dưới niêm mạc. Sau đó, những dụng cụ chuyên biệt sẽ chỉ lựa chọn những vùng niêm mạc tổn thương và sau đó sẽ được cắt bỏ qua nội soi.
Nội soi đại tràng là phương pháp duy nhất giúp chúng ta phát hiện ra polyp đại tràng và chúng ta thực hiện can thiệp điều trị. Cắt polyp đại tràng qua nội soi là một cái can thiệp không xâm lấn, cực kỳ nhiều ưu điểm vượt trội. Người bệnh hoàn toàn không đau đớn, hoàn toàn rất là ít biến chứng, và sau khi thủ thuật cắt polyp xong, người bệnh quay trở lại với cuộc sống hàng ngày ngay được mà không cần phải kiêng khem hay một cái điều trị đặc biệt nào. Người bệnh thoát khỏi bệnh ung thư và tuổi thọ như một người bình thường. Trong khi đó, nếu polyp để lâu đã chuyển dạng thành ung thư hay đã xâm lấn thì việc cắt bỏ một đoạn đại tràng kết hợp với xạ trị, hóa trị là điều không thể tránh khỏi. Nó làm cho người bệnh vô cùng đau đớn, làm cho tốn kém rất nhiều chi phí, làm gánh nặng lên cả người bệnh và gia đình. Không như vậy, có những trường hợp mà khối u giai đoạn muộn, chúng ta không thể cắt bỏ được khối u, sẽ phải phẫu thuật để làm hậu môn nhân tạo. Người bệnh sẽ phải đeo hậu môn nhân tạo cho đến khi mất. Tuổi thọ người bệnh giảm đi ghê gớm. Thì mình tin rằng các bạn cũng đã biết đâu là lựa chọn mà phòng soi muốn giới thiệu với các bạn.